Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, chị gặp lại chúng mình ở trong buổi học ngày hôm nay. Và như chị đã thông báo đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ đẩy cái giờ học lên sớm hơn một chút xíu. Nên chị rất mong là các bạn lớp mình có thể sắp xếp thời gian và vào học cùng với chị nhé. Rồi, xin chào các em. Các bạn ơi, chúng mình đã vào học chưa? Chúng mình đã vào học chưa nào? Bạn nào đã vào học rồi thì các em hãy nhớ cái cú pháp điểm danh nhé. Đó chính là họ và tên của chúng mình cùng với cả dòng chữ đã vào học. Ok, xin chào Vân Ngô. Rồi, xin chào Hà Anh, xin chào Phương Thanh, xin chào các bạn. Những bạn nhỏ rất là tích cực ở trong khóa học của chúng ta đúng không? Rồi, có thể thấy là càng ngày thì chúng mình đang càng có nhiều những cái thời gian để bước vào một kỳ nghỉ hè. Nhưng cùng với đó cũng là việc chúng ta đang dần thực hiện cái kế hoạch học hè của chúng mình đúng không ạ? Minh chứng cho thấy là chị chỉ cần gọi là lướt ở trên YouTube một cái với một cái từ khóa ví dụ như là kế hoạch học hè thôi là đã có rất là nhiều các bạn lớp 8 lên lớp 9 bằng tuổi với các em ý. Các bạn lên kế hoạch xong rồi là các bạn chia sẻ, xong rồi các bạn rất là nghiêm túc và cố gắng với cả cái kế hoạch học hè đó. Thì chị nghĩ rằng là các bạn ở trong lớp mình chúng ta cũng đang đến với cả một cái kế hoạch học hè riêng đúng không? Thì thế nên là các bạn mới tham gia khóa học này chứ, đúng không nào? Rồi, thế nên là chị cũng rất mong là khóa học mùa hạ này đúng như tên gọi sẽ giúp cho các bạn có được một mùa hạ vừa nghỉ ngơi, lấy sức nhưng mà cũng vừa có những cái kiến thức bổ ích nhá. Xin chào Hải Yến, xin chào Minh Uyên. Hiện tại chị mới thấy có một số bạn vào học thôi. Mình sẽ đợi thêm một ít phút nữa nhé. Trong lúc đó thì các bạn có thể là chuẩn bị vở ghi này và mở sách giáo khoa đến với đoạn trích chị em Thúy Kiều để học cùng với chị trong buổi ngày hôm nay. Hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về hai đoạn trích rất trọng tâm trong tác phẩm truyện Kiều. Đó chính là đoạn trích chị em Thúy Kiều và thứ hai là đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích các bạn nhé. Rồi, ok chưa ạ? Xin chào chúng mình, xin chào Nguyễn Thảo. Một bạn giúp chị gửi link buổi học này vào trong nhóm chat của lớp được không ạ? Trong nhóm chat của lớp mình thì có khá là đông các bạn trong lớp rồi đấy. Thế nhưng mà có một số bạn chúng ta chưa vào được. Chị có hướng dẫn kem vào cái phần sự kiện ở trên fanpage. Nhưng mà cũng có một số bạn chúng ta không tìm được phần đó. Thế nên là nếu như có thắc mắc gì, kem có thể nhắn trực tiếp cho chị luôn nhá. Thông qua nick Facebook cá nhân Hải Quỳnh. Các bạn đừng nhắn về fanpage cùng học văn này. Fanpage cùng học văn này chị chỉ sử dụng để phát trực tiếp thôi. Không có bất cứ một hoạt động nào khác đâu. Nên là các bạn nếu như có gì thắc mắc ấy thì có thể nhắn tin trực tiếp cho chị. Bởi vì là nhóm chat đó chị không thể nào tự thêm được ấy. Đấy là nhóm chat tự động do Facebook thiết lập. Nên là chị không có cái chế độ để mà add thêm bạn vào được. Nên là các bạn nếu như có gì thắc mắc mà chúng ta chưa vào được trong nhóm chat thì kem có thể nhắn tin cho chị nhá. Rồi, xin chào Diễm Quỳnh, xin chào Thùy Anh, xin chào các bạn. Các bạn ơi, chúng ta đã vào học đông đủ chưa nhở? Hình như là đẩy lên cái ca học này thì nhiều bạn chúng ta bận đúng không? Nên là chị thấy các bạn vào học chưa được đông cho lắm. Rồi, không sao cả, những bạn đã vào học rồi thì các em hãy mau chóng mở sách vở ra để bắt đầu buổi học cùng với chị nhá. Chị vẫn sẽ giữ lại những cái buổi học này cho đến khi mà khóa học kết thúc, tức nghĩa là cho đến buổi tối ngày mai. Nên là bạn nào mà chúng ta có chút việc bận, các em chỉ có thể vào học một chút xíu thôi, thì nhớ là xem lại ngay khi chúng ta rảnh nhá. Ok, xin chào Kim Chi. Em còn chưa ăn cơm luôn, chị cũng chưa ăn luôn. Nhưng mà mình sẽ dành ra một ít thời gian để mình học nhá. Đồng ý không? Đồng ý chưa? Hoặc là nếu như mà các bạn có bị mệt quá này, hay là chúng ta cần đảm bảo cái giờ sinh học của mình ý, không sao cả, các bạn có thể là dành thời gian đi ăn cơm cùng với gia đình, cùng với ba mẹ nhá. Đấy, chứ không phải là nhịn đói xong rồi vào học khổ sở ra. Nếu như mà chúng ta phải giữ cái nhịp sinh học của mình ý, cái đồng hồ sinh học của mình, các bạn hoàn toàn có thể là vào trong đây điểm danh, sau đó chúng mình có thể đi ăn cơm. Đấy, nhưng mà tốt nhất thì vẫn có thể ở đây đồng hành cùng với chị. Đồng ý không? Rồi, xin chào Nhật Hạ, xin chào Khánh Linh. Rồi, thế thì bây giờ để tiết kiệm thời gian cùng với chúng mình, chúng ta sẽ bước vào buổi học ngày hôm nay luôn nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với đoạn trích chị em Thúy Kiều, là một đoạn trích rất là trọng tâm trong tác phẩm truyện Kiều mà chúng ta học. Hay đây cũng là một cái văn bản mà chúng ta cần phải nắm chắc, rất có thể sẽ rơi vào những bài kiểm tra này. Hoặc một cách đơn giản thôi, chúng ta cần học để biết được về những cái nhân vật chính được nhắc đến ở trong tác phẩm truyện Kiều, đúng không nào? Nhá, rồi, đấy là một tác phẩm kinh điển của nền văn học Việt Nam.
Thế thì bởi vì là cái sự nổi tiếng này, bởi vì là cái giá trị vững bền, lâu bền và vô cùng đáng quý của truyện Kiều, nên chị thấy là thường ấy, khi các bạn đến với những đề bài về truyện Kiều, các bạn vẫn hay dẫn dắt theo cách ví dụ như là Nguyễn Du là bậc đại thi hào của văn học dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới, và ông đã có những cái cống hiến vô cùng to lớn cho nền văn học Việt Nam. Trong đó không thể không kể đến chính là kiệt tác truyện Kiều. Và trong kiệt tác truyện Kiều thì đoạn trích chị em Thúy Kiều đã đem đến cho chúng ta bức chân dung của hai nàng Thúy Vân, Thúy Kiều với những vẻ đẹp về nhan sắc, tài năng, phẩm hạnh vân vân. Đấy, có phải là các bạn hay dẫn dắt như vậy không? Có thể là chúng ta chưa tiếp xúc nhiều với những đề bài về truyện Kiều, nên là các bạn sẽ chưa có nhiều những ý tưởng. Thế nhưng chị đảm bảo là chúng ta sẽ sử dụng đến cái cách như chị vừa mới nêu, nghĩa là dẫn dắt trực tiếp về tác giả Nguyễn Du và về tác phẩm truyện Kiều. Cách đó cũng rất là ổn đấy nhá. Thế nên là trước khi nắm bắt những cái cách nâng cao hơn, những cách đặc sắc hơn, thì các bạn cần phải nắm rõ cái cách cơ bản đấy nhá. Đồng ý chưa? Đấy, đối với phần mở bài nào, thì các bạn đầu tiên là có cái phần dẫn dắt ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ nêu ra vấn đề nghị luận. Tùy xem đề bài hỏi gì thì chúng ta nêu vấn đề như thế, đúng không? Thì phần dẫn dắt này có rất là nhiều cách. Các bạn có thể dẫn dắt từ tác giả Nguyễn Du và tác phẩm truyện Kiều, chị viết tắt truyện Kiều nhá. Đồng ý không? Đấy là cách vô cùng đơn giản và cơ bản nhất bạn nào cũng cần phải biết viết nhá. Không phải vì nó đơn giản mà chúng ta coi thường, hay là vì nó đơn giản nên chúng ta bỏ qua. Bao giờ cũng vậy, tất cả những thứ nâng cao đều phải đi từ những cái cơ bản. Nên các bạn vẫn nên là dắt túi cho mình nhá, cái cách viết cơ bản như thế này, để trong cái trường hợp chúng ta bí ý tưởng, chúng ta vẫn có cách viết. Chứ không thì để mất nhiều thời gian thì làm sao mà hoàn thành bài được, đúng không? Ừ, ok, xin chào Nghĩa Quyết nhá. Sao lại Quyết lại quá buồn như thế này? Sao đọc tên Facebook mà chị giật mình như thế này? Các em còn trẻ, còn khỏe, phải lạc quan, phải vui tươi lên chứ, đúng không? Rồi, ok, thế thì đấy là cách đầu tiên nhá. Nhưng mà hôm nay thì bên cạnh cách cơ bản này, chị gợi ý thêm cho các bạn một cách dẫn dắt nữa. Đó chính là chúng ta đi từ nhận định. Đồng ý chưa nào? Nhận định này, cái cách viết này ý, chị cũng đã để lại ở trong cái phần tài liệu của chiến dịch tiếp cận ngữ văn lớp 9. Bạn nào đã sở hữu cho mình bộ tài liệu đấy rồi nhở? Giơ tay cho chị biết nào. Các bạn ơi, bạn nào đã sở hữu cho mình bộ tài liệu của chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9 diễn ra ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở ở trong thời gian trước rồi? Ừ, à có Thảo Nguyên đã có bộ tài liệu này rồi này. Bạn nào có rồi nữa nhở? À Phương Thanh cũng có rồi này. Còn bạn nào không? Còn bạn nào chưa có? À còn bạn nào có rồi nhở? Ừ rồi, xin chào Thùy Linh. Ok, còn bạn nào đã có bộ tài liệu của chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9 rồi nhở? Nào, tài liệu của chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9, có bạn nào có rồi nhở? Ok không, chị thấy có một số bạn điểm danh ở đây là đã có rồi đấy. Rồi, thế thì ở trong cái bộ tài liệu đó, đối với cái phần kiến thức tiếp cận với tác phẩm truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, chị có gợi ý cho các bạn hai cách viết mở bài và hai cách viết kết bài áp dụng chung cho tất cả các đoạn trích trong truyện Kiều. Thậm chí lên lớp 10 mà các bạn có học về truyện Kiều, các bạn áp dụng vẫn cách đó vẫn được luôn. Bởi vì là năm vừa rồi các anh chị lớp 10 ấy, các anh chị 2K6 ấy, cũng là các anh chị mà trong khóa học VIP của Văn Chị Hiên, và chị cũng hướng dẫn cách viết như thế luôn, cũng học về truyện Kiều mà. Đấy, thế nên là các anh chị cũng mang cách đó để mà đi thi luôn, chẳng làm sao cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đấy là những cái cách viết mở bài, kết bài mà nó đi từ những cái kiến thức lý luận văn học. Đồng ý chưa? Ví dụ như là chị đi từ nhận định, Phạm Quỳnh đã từng nhận xét: một nước không thể không có quốc hoa, truyện Kiều là quốc hoa của ta. Một nước không thể không có quốc túy, truyện Kiều là quốc túy của ta. Một nước không thể không có quốc hồn, truyện Kiều là quốc hồn của ta. Đấy, thế thì nhận định đó là một nhận định đánh giá trực tiếp về giá trị của truyện Kiều. Truyện Kiều được ví như quốc hoa, quốc túy, quốc hồn của một dân tộc. Nghĩa là cái tác phẩm mang tính đại diện, đúng không ạ? Quốc hoa là loài hoa của một đất nước.
Đấy, hay là quốc hồn là cái phần tinh túy trong tâm hồn của một đất nước, cốt cách của một đất nước. Thì truyện Kiều được ví với tất cả những cái giá trị đáng quý ấy của một đất nước. Đó, đồng ý chưa? Thế nên rằng là sử dụng một nhận định như vậy vừa dễ nhớ, một nhận định rất dễ nhớ đúng không các bạn? Mà lại vừa giúp cho phần mở bài của chúng ta ấn tượng hơn. Và nhận định này có đề cập đến giá trị của một tác phẩm văn học. Đó cũng là một khía cạnh của lý luận văn học đấy các bạn ạ. Đồng ý chưa? Hay là cách viết, cách dẫn dắt thứ ba, đó chính là cũng dẫn dắt từ một nhận định, nhưng nhận định này là một nhận định chung, không phải là một nhận định trực tiếp về tác phẩm truyện Kiều nữa. Và đó là nhận định đi từ tư tưởng nhân đạo. Ở đây chị không viết lại nữa, bởi vì đã có rất nhiều bạn đã có bộ tài liệu của chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9 rồi. Các bạn có thể là theo dõi trong bộ tài liệu đấy nhá. Đồng ý chưa? Rồi, thế thì ở cái cách dẫn dắt như thế, ở cái cách dẫn dắt thứ ba này, chị sẽ viết như thế nào ạ? Chị sẽ đi từ một nhận định nêu lên về cái giá trị nhân đạo trong văn học. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi. Đối với người nghệ sĩ, sáng tạo nghệ thuật bao giờ cũng là một công việc gian lao. Phải làm sao để cất lên trong tác phẩm của mình tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan? Cất lên trong tác phẩm của mình chính cái tiếng nói sâu sắc của hiện thực và tinh thần nhân văn cao cả. Ngày nay, người ta vẫn còn trân trọng mãi những áng thơ văn thuở xưa, phải chăng cũng chính bởi tiếng lòng nhân đạo của người nghệ sĩ gửi gắm trong đó? Nhưng, đúng không ạ? Hoặc là như trong tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, chủ nghĩa nhân đạo đã trở thành sợi chỉ đỏ để nối kết những trang thơ trung đại với tấm lòng hậu thế. Đặc biệt, trong tác phẩm ấy có hai bức chân dung của Thúy Vân và Thúy Kiều được tác giả dụng công xây dựng và khắc họa qua đoạn trích chị em Thúy Kiều. Ví dụ như thế, đồng ý chưa ạ? Đấy, đó chính là cách mà chị sử dụng và dẫn dắt ở trong phần mở bài. Các bạn có thể tham khảo nhé. Bạn nào mà chưa nhận được cái bộ tài liệu của chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9, các bạn có thể nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trầu Cơ Sở giúp cho chị. Đồng ý chưa? Rồi, à chị nhớ là chị còn có tặng các bạn nữa rồi đấy. Trong cái bài đăng, chị nhớ là có một bài đăng ở trong nhóm lớp của chúng mình đúng không? Là chị cũng đã để cái đường link của chiến dịch, của cái phần tài liệu này rồi. Nên là các bạn có thể xem lại bài đăng đấy nhá. Đó là bài đăng về chuyện người con gái Nam Xương. Đồng ý chưa? Đấy, thì các bạn có thể là vào trong đó để chúng mình xem lại. Đồng ý không? Rồi, chốt lại như vậy nhá. Thế thì với phần mở bài như vậy, chúng ta đã cùng với nhau nắm bắt được về nội dung chính của đoạn trích chị em Thúy Kiều rồi, đúng không ạ? Không biết ở đây có bạn nào, thậm chí là chúng ta đã thuộc lòng đoạn trích này chưa? Chị xin thông báo nhá, là đối với tất cả các đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều, đặc biệt là đoạn trích chị em Thúy Kiều này và đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích là các bạn phải học thuộc lòng đấy. Nhớ chưa? Nhưng học thuộc lòng không phải là để chống chế, không phải là để kiếm điểm miệng, mà ở đây các bạn học thuộc lòng để chúng ta càng thấm, chúng ta càng hiểu. Văn học trung đại vốn đã khó hiểu rồi mà các bạn còn không chủ động học, chúng ta còn không thuộc ấy, thì không thể nào hiểu và ngấm sâu được đâu. Đồng ý chưa ạ? Đoạn trích chị em Thúy Kiều, bạn nào học thuộc rồi có thể đọc nhẩm lại cùng với chị, còn bạn nào chưa thuộc thì có thể là lắng nghe và coi như đây là một lần nữa chúng ta học thuộc về đoạn trích này nhá. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cùng thường lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Thông minh rất mực hồng quần, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trướng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Đó, đấy là toàn bộ đoạn trích chị em Thúy Kiều. Thế thì với đoạn trích này, bước sang phần thân bài. Sau khi chúng ta khái quát về tác giả tác phẩm, thì khi mà đi vào phân tích nhá, đi vào phân tích đó, thì chúng ta sẽ cần phải phân tích những nội dung gì đối với đoạn trích này ạ? Các bạn nhớ nhá, với đoạn trích chị em Thúy Kiều, ở đây chị phân tích cùng với chúng mình luôn này. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu được và thấy được chân dung của hai chị em Kiều được tác giả giới thiệu trong 4 câu đầu tiên nhá. 4 câu đầu là chân dung Thúy Vân và Thúy Kiều giới thiệu khái quát. Thúy Vân, Thúy Kiều chị viết tắt, đồng ý chưa? Nào, đầu tiên ạ, đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Các bạn sẽ đi bóc tách từng câu cùng với chị nhé. Trước tiên ạ, trong câu đầu, đầu lòng hai ả tố Nga. À, từ cái chữ đầu lòng là chúng ta đã biết được đây là thứ bậc của hai chị em, đúng không ạ? Nhá, thì ở đây nếu như mà liên kết với cả những cái câu trước ở trong tác phẩm truyện Kiều ấy, thì phải bắt đầu từ chỗ là có nhà viên ngoại họ Vương. Đấy, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia, đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Đấy, đấy là toàn bộ cái phần mà tác giả Nguyễn Du giới thiệu về gia đình Vương Viên Ngoại. Thế thì chúng ta thấy là tác giả ở đây là giới thiệu về Vương Quan trước, một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia, nghĩa là Vương Quan là người con trai duy nhất. Đấy, đồng ý chưa? Con thứ rốt lòng mà. Đấy, thế nên là Vương Quan là em út. Và trên Vương Quan thì có hai người chị đầu lòng, hai người con gái đầu lòng, đó là Thúy Vân và Thúy Kiều. Nhớ chưa? Đấy, tiếp tục nhá. Tiếp tục này, hai ả tố Nga. Ở đây chị thấy là thường ý, các bạn sẽ được hướng dẫn phân tích tập trung vào chữ tố Nga là để chỉ người con gái đẹp. Tố Nga là người con gái đẹp, các bạn có thể xem ở trong phần chú thích sách giáo khoa, đúng không? Thế nhưng mà ở đây, bên cạnh hai từ này, hai chữ này, thì chị còn muốn các bạn để ý đến cái chữ ả này nữa. Ả ở đây, theo cái cách gọi nhá, theo cái cách gọi của nhân dân ở vùng quê của tác giả Nguyễn Du trong thời kỳ cũ, trong thời kỳ trước ấy, đồng ý chưa ạ? Thì ả là một từ ngữ dùng để gọi những người con gái xinh đẹp, lại kết hợp với từ tố Nga, nên đây là một cách gọi mà các bạn thấy không ạ? Từ ả này là một từ thuần Việt trong lời ăn tiếng nói của nhân dân ta, còn từ tố Nga lại là một từ Hán Việt. Khi tác giả sử dụng từ hai ả tố Nga để chỉ hai người con gái đẹp, thì lại chính là sự kết hợp giữa từ thuần Việt này và từ Hán Việt, khiến cho cái lời giới thiệu về hai chị em Kiều rất tự nhiên, đúng không ạ? Như lời ăn tiếng nói hàng ngày, bởi cái cách là sử dụng từ thuần Việt, nhưng cũng không kém phần trang trọng bởi cái cách sử dụng từ Hán Việt như thế này. Đồng ý chưa? Đã tạo cho người đọc những cái ấn tượng, tình cảm với hai người con gái xinh đẹp này. Đấy, nhớ cho chị điều đó nhá. Một từ là từ thuần Việt này, một từ là từ Hán Việt này, cùng là để gọi và để chỉ người con gái đẹp. Sự kết hợp này đã đem đến cho chúng ta một lời giới thiệu vừa tự nhiên, lại vừa trang trọng. Đồng ý không các bạn? Nhá, đấy, để ý từng câu từng chữ các bạn sẽ có rất là nhiều những ý để chúng mình phân tích. Đồng ý chưa? Tiếp tục sang câu thơ thứ hai này. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, nêu rõ hơn về thứ bậc của hai nàng trong gia đình. Thế là chị cả là Thúy Kiều, đúng không ạ? Nhá, và dưới Thúy Kiều là em gái Thúy Vân. Tiếp tục
về vẻ đẹp của hai nàng. Nếu như hai câu đầu là chủ yếu giới thiệu về thứ bậc của hai chị em trong gia đình, thì sang đến hai câu sau, tác giả khái quát về vẻ đẹp của hai nàng nhá, khái quát về vẻ đẹp của cả hai người luôn. Thế vẻ đẹp đó được khái quát như thế nào ạ? Trước tiên này, mai cốt cách tuyết tinh thần. Mai cốt cách tuyết tinh thần. Các bạn hiểu như thế nào về hai cái cụm từ này ạ? Các bạn hiểu như thế nào về hai cụm từ này? Nào, xin mời các bạn đưa ra những cái cách hiểu của mình dựa trên việc các bạn đã đọc cái phần chú thích sách giáo khoa. Đồng ý chưa? Chị thấy là trong chú thích sách giáo khoa các bạn chỉ cần đọc thôi là chúng ta cũng đã có được những cái cách hiểu sơ lược rồi. Thế thì cho chị biết là các bạn hiểu như thế nào về hai cái cụm từ này ạ? Mai cốt cách nghĩa là sao? Tuyết tinh thần nghĩa là sao? Và khi tác giả sử dụng để miêu tả, để khái quát về vẻ đẹp của hai chị em Kiều nghĩa là như thế nào? Nào các bạn ơi, cho chị biết đi ạ. Kem hiểu như thế này, như thế nào về hai cụm từ này? Mai cốt cách và tuyết tinh thần. Trước tiên này các bạn ơi, chúng ta hãy đi từng bước một. Đừng vội đưa ra cái ý hiểu về vẻ đẹp của hai nàng, mà chúng ta hãy bám sát vào từng từ ngữ để thấy này. Mai cốt cách thì ở đây là mai, ở đây là để chỉ cây mai, đúng không ạ? Là để chỉ cây mai. Đấy, cốt cách này là để chỉ cốt cách thanh cao, mảnh rẻ như cây mai. Mai cốt cách nghĩa là để chỉ cái cốt cách thanh cao, mảnh rẻ như cây mai. Trong cái văn hóa phương Đông ấy thì chúng ta vẫn biết đấy, chúng ta có những có bốn cái loại cây, đúng không ạ? Nhá, có những cái loại cây mà nói về để mà nói thay cho cái cốt cách của con người, thì trong đó có cây mai này. Đấy, tùng, cúc, trúc, mai. Đó, tứ quý, đúng không ạ? Nhá, là bốn cái loại cây nói về nó trở thành một cái biểu trưng trong văn hóa của con người phương Đông, trong tư tưởng của con người phương Đông để nói về cái phẩm chất của con người, đúng không ạ? Thế thì ở đây cây mai là loại cây mà được người ta ví với cả những con người mà có cốt cách thật là thanh cao này, trong trắng này, đồng ý chưa? Đấy, thế thì ở đây mai cốt cách là để nói về vẻ đẹp của cây mai, và từ đó thì để khẳng định về cốt cách thanh cao của con người. Đồng ý chưa? Nhá, đấy, cốt cách thanh cao, thanh thoát, yểu điệu của con người. Và đặc biệt khi gắn với người con gái thời xưa ấy, thì nói mai cốt cách là để gắn với cả quan niệm về một vẻ đẹp thanh thoát của người con gái thời xưa. Đúng chưa? Tiếp tục nhá, tuyết tinh thần. Chúng ta thấy ở đây tiếp tục là một hình ảnh của thiên nhiên ạ. Mai và tuyết đều là hình ảnh của thiên nhiên ở đây, đúng không? Mai và tuyết đều là hình ảnh của thiên nhiên. Thế thì tuyết có đặc điểm là gì? Rất là trắng, đúng không ạ? Nhá, tuyết thì có màu trắng. Thế thì tuyết tinh thần, thế thì là để chỉ tinh thần màu trắng ư? À, ở đây chúng ta sẽ hiểu tinh thần này là tinh thần cũng thanh cao và trong trắng như tuyết vậy. Đấy, đồng ý chưa? Tinh thần cũng thanh cao, cũng trong trắng như tuyết vậy. Và chúng ta thấy cái điểm chung ở đây trong hai cái cụm từ này là đều đi từ vẻ đẹp của thiên nhiên. Để từ đó hàm ý cho vẻ đẹp của con người. Đồng ý chưa? Và đây chính là bút pháp ước lệ tượng trưng. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Chắc là các em cũng đã từng nghe đến cụm từ này rồi. Bạn nào mà chưa nghe đến ý, thì các bạn nên biết rằng bút pháp ước lệ tượng trưng là một bút pháp vô cùng đặc sắc trong tác phẩm truyện Kiều nói chung, nói riêng và trong văn học trung đại nói chung. Tức nghĩa là đây là một trong những bút pháp rất phổ biến trong văn học trung đại, là việc mà các tác giả sẽ lấy những cái chuẩn mực trong vẻ đẹp của thiên nhiên để nói về vẻ đẹp của con người.
Thời xưa ấy, thì người ta sẽ không miêu tả trực tiếp rằng là ôi Thúy Vân xinh đẹp lắm, ôi Thúy Kiều tuyệt vời lắm, đúng không ạ? Mà người ta sẽ mượn những cái chuẩn mực của thiên nhiên, sẽ sử dụng những gì đẹp nhất của thiên nhiên để nói đến vẻ đẹp của hai nàng. Và bởi vậy nên để hiểu được những cái từ ngữ ấy và để hiểu được và thấy được cái bức chân dung của Thúy Vân, Thúy Kiều ẩn tàng sau từng cái câu chữ của Nguyễn Du ấy là các bạn phải hiểu từng bước một. Đúng không ạ? Đầu tiên là phải biết được rằng là những cái yếu tố của thiên nhiên này nó mang đặc điểm gì và khi nó gắn với con người thì nó tượng trưng cho vẻ đẹp gì của con người. Đúng không? Ví dụ ở đây cây mai là một loài cây trong tự nhiên, đúng không ạ? Đặc tính của nó là có thân hình mảnh dẻ này, thanh thoát này, đúng không? Thế thì khi mà ví cốt cách của con người như cây mai thì chứng tỏ đấy là một cốt cách rất là thanh thoát. Tiếp tục, tuyết cũng là một cái yếu tố của thiên nhiên và tuyết có đặc điểm là mang màu trắng này, một cái sắc trắng tinh khôi, trong trắng, đúng không ạ? Thế thì khi mà dùng cái vẻ đẹp của tuyết để ví với tinh thần của con người là để chỉ một tinh thần trong trắng, một tâm hồn thanh cao như tuyết. Đấy, đồng ý chưa? Nhá, sợi dây liên kết giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của con người ở đây chính là sợi dây của sự tương đồng. Đúng không? Sợi dây của sự tương đồng. Đấy, đồng ý chưa nào? Nên là ở ở ngày xưa ấy, trong ngày xưa ấy, là các cụ hay sử dụng cái thủ pháp là ước lệ như thế này, ước lệ tượng trưng, không nói trực tiếp, không nói cụ thể mà chỉ ước lệ thôi. Đấy, nhá, ước lệ thôi để sau đó là người ta sẽ hình dung tưởng tượng ra. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố để giúp chúng ta thấy được cái ngòi bút tài hoa của Nguyễn Du. Đúng không ạ? Không nói trực tiếp là các nàng đẹp như thế nào nhưng ai cũng biết đấy là người con gái đẹp. Bởi vì tác giả đã dùng những cái yếu tố đẹp nhất, yếu tố mà trang trọng nhất ở trong thiên nhiên để nói về vẻ đẹp của hai nàng mà. Đúng không? Đấy, và ngay câu sau thôi. Nếu như câu trước đã khẳng định về vẻ đẹp của hai nàng thì ngay câu sau tác giả cũng khẳng định rằng hai nàng đều đẹp đấy, nhưng mỗi người đẹp một vẻ đẹp riêng, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Tiếp tục nhá, mỗi người một vẻ. Và thứ hai, 10 phân vẹn 10. Câu này dễ hiểu hơn rồi đúng không ạ? Mỗi người một vẻ là mỗi người đẹp một vẻ đẹp riêng. Thế nhưng, tuy rằng mỗi người đẹp một vẻ đẹp riêng nhưng ai cũng đẹp đến cái mức độ hoàn hảo. Đúng không? Nhá. Đấy, mỗi người đẹp một vẻ đẹp riêng nhưng ai cũng đẹp với cái mức độ hoàn hảo luôn, 10 phân vẹn 10 mà. Đó. Thế thì tóm lại là thông qua bốn câu đầu như thế này, vừa bằng cách nói mộc mạc của người dân quê, lại vừa bằng cách diễn đạt uyên bác hàm xúc của văn chương bác học thời trung đại, tác giả Nguyễn Du đã giới thiệu được cả về vị trí, thứ bậc, cả về nhan sắc phẩm giá của chị em Kiều cũng đẹp tựa trăng rằm đấy, đúng không ạ? Nhá, cũng thanh cao, cũng có cốt cách thanh cao như là cây mai, cũng có tâm hồn trong sáng như là tuyết vậy. Xong, mỗi người lại đẹp một vẻ đẹp riêng và đều đạt đến độ hoàn hảo. Đó, các bạn có hiểu không nào? Đấy chính là nội dung của bốn câu đầu đấy. Các bạn đã hình dung ra chưa? Và ngay từ bốn câu đầu này là chúng ta đã thấy được cái bút pháp ước lệ tượng trưng rồi. Thế thì bây giờ các bạn cho chị hỏi này. Thứ nhất, các bạn đã hiểu như thế nào là bút pháp ước lệ tượng trưng hay chưa? Và thứ hai là các bạn đã hiểu được nội dung của bốn câu đầu này hay chưa ạ? Nào, các bạn chia sẻ với chị nhá, các bạn bình luận cho chị biết đi. Hôm nay có ít các bạn học hơn thì đấy cũng là một cái cơ hội để chị có thể đọc được nhiều và đọc kỹ hơn những cái bình luận của các bạn. Nên là các bạn hãy mau chóng chia sẻ để cho chị nắm bắt được nhá. Các bạn đã hiểu được như thế nào là bút pháp ước lệ tượng trưng chưa này? Và các bạn đã hiểu được nội dung ý nghĩa của bốn câu đầu này chưa? Ừ. Rồi, bạn Lê. À, bạn Ngân đã phản hồi cho chị. Ok, hiểu rồi ạ, à, rất là tốt. Tiếp tục nhá, tiếp tục. Ừ. Có nhiều bạn là vừa mới vào học, vừa mới điểm danh này. Tác giả muốn nói ở đây là cả hai đều duyên dáng, thanh cao và trong trắng. Rồi, đồng ý. Tuyết tinh thần là tinh thần của tuyết trắng và trong sạch. Ok. Rồi, vừa rồi các bạn có tương tác cùng với chị đúng không? Đấy. Hình dung ra chưa nào? Các bạn ơi, chúng mình hình dung ra chưa ạ?
Thôi, em hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ. Ok, đồng ý luôn, đồng ý luôn. Thế thì mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục thôi, đúng không? Còn lý do gì mà chúng ta dừng lại nhỉ? Tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ, sau khi giới thiệu về vẻ đẹp của hai nàng nhá. Thế thì bình thường chúng ta thấy khi mà chúng ta muốn giới thiệu về một gia đình có hai chị em gái đi. Đó, lúc đầu chúng ta đã nói là đây là hai chị em gái này. Thúy Kiều là chị và em là Thúy Vân rồi này. Thế thì bình thường chúng ta sẽ giới thiệu lần lượt Thúy Kiều như thế nào và Thúy Vân ra làm sao, đúng không? Theo đúng cái thứ bậc trong gia đình. Nhưng mà không, tác giả Nguyễn Du ở đây sau khi khái quát về vẻ đẹp của hai nàng thì lại tập trung miêu tả về vẻ đẹp của Thúy Vân trước đấy. Chúng ta sẽ đến với bốn câu tiếp theo đến với vẻ đẹp của Thúy Vân ạ. Nào, dấu sao tiếp theo, bốn câu tiếp. Đó chính là vẻ đẹp của Thúy Vân. Đồng ý chưa? Vẻ đẹp của Thúy Vân được miêu tả như sau ạ. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Đấy, nào tiếp tục bây giờ, vừa là vận dụng cái cách hiểu của các bạn, vừa vận dụng cái cơ sở kiến thức chị vừa mới cung cấp về bút pháp ước lệ tượng trưng. Chúng ta sẽ đến với phần phân tích về vẻ đẹp của Thúy Vân trong bốn câu này nhé. Trước tiên này, tác giả khái quát đưa ra một cái lời khái quát về vẻ đẹp riêng của nàng Thúy Vân. Vân xem trang trọng khác vời. Đồng ý chưa ạ? Vân xem trang trọng khác vời. Ở đây, Vân xem trang trọng khác vời ý là để nói rằng là gì? Thúy Vân là một người con gái có vẻ đẹp đoan trang, thùy mị, phúc hậu, đứng đắn, làm nên cái khí chất trang trọng khác vời như thế này. Đồng ý chưa? Để chỉ rằng Thúy Vân là một người con gái có vẻ đẹp đoan trang này, đứng đắn này, thùy mị, phúc hậu. Đấy, một vẻ đẹp rất là trang trọng, đúng chưa? Rồi, tiếp tục nhá, đi vào cụ thể này. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Chị phân tích từng cái hình ảnh mà tác giả Nguyễn Du miêu tả ở đây nhá. Trước tiên ạ, khuôn trăng đầy đặn. Khuôn trăng là cái gì? Khuôn trăng là để chỉ bộ phận gì nhỉ? À, ở đây tác giả Nguyễn Du tập trung miêu tả về nhan sắc của Thúy Vân với việc là sẽ miêu tả về từng bộ phận trên gương mặt của Thúy Vân. Bộ phận đầu tiên tác giả miêu tả đó chính là khuôn mặt. Nhưng tác giả không nói là khuôn mặt mà tác giả nói là khuôn trăng. Đấy, thế ta lại thấy một cái yếu tố của thiên nhiên ở đây rồi. Đúng không ạ? Đấy, thế là đây lại tiếp tục là bút pháp ước lệ tượng trưng như chị vừa mới nói ở bên trên đấy. Là nói về lấy cái vẻ đẹp, lấy cái đặc điểm của vầng trăng để ví cho vẻ đẹp trên khuôn mặt, trên cái gương mặt của Thúy Vân. Đúng không ạ? Thế thì vẻ đẹp đó ở đây là gì? Ở đây, gương mặt của Thúy Vân đẹp tựa trăng rằm ấy các bạn ạ. Mà trăng rằm thì như thế nào? Tròn đầy. Đúng không ạ? Nhá, đấy. Tròn đầy, đầy đặn và rất là sáng. Nên là ở đây là để chỉ khuôn mặt của Thúy Vân. Như thế nào ạ? Đầy đặn này, mặt tròn đấy, đúng không? Đầy đặn và sáng như trăng rằm. Đấy, đấy là bộ phận đầu tiên nhá. Tiếp tục ạ. Khuôn trăng đầy đặn rồi thì nét ngài nở nang. Nét ngài nở nang nghĩa là sao? Ở đây, nét ngài, ngài ở đây lại tiếp tục là một loài vật, đồng ý chưa ạ? Nhá, ở trong tự nhiên, con ngài ấy các bạn. Đấy, thế thì ở đây không gọi là không gọi là nét lông mày mà lại gọi là nét ngài, là để chỉ một đôi lông mày đậm phúc hậu. Bởi vì là trong quan niệm của người xưa ấy, người ta nói về đôi mắt mà đạt cái vẻ đẹp hoàn hảo đó là mắt phượng mày ngài. Đấy, mắt nheo lại một chút xíu ở đuôi ấy. Đấy, giống như là đuôi của con công con phượng.
xong rồi là nét mày thì phải đậm một chút xíu thì mới phúc hậu. Nên là Thùy Vân là đạt đầy đủ những cái tiêu chí đó. Mắt phượng mày ngài mà. Nên ở đây nét ngài nở nang là để chỉ nét lông mày đậm và phúc hậu, đúng với cả tiêu chuẩn vẻ đẹp trong thời kỳ phong kiến nhá. Xong, tiếp tục ạ, câu tiếp theo. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Hoa cười cùng với cả ngọc thốt. Nào, hoa cười ở đây. Nào, cười thì chỉ có khuôn miệng mới có thể nở nụ cười đúng không? Nên ở đây hoa cười không phải là để chỉ một bông hoa, không phải là để chỉ bông hoa bung nở đâu, mà ở đây là để chỉ khuôn miệng cười tươi tắn như hoa. Đồng ý chưa ạ? Khuôn miệng luôn tươi tắn như hoa. Đó. Rồi, tiếp tục. Ngọc thốt nghĩa là sao? Điều gì, cái bộ phận gì của con người có thể cất lên tiếng nói? À, giọng nói của chúng ta, đúng không? Thì ở đây, ngọc thốt là để chỉ giọng nói thốt ra trong như ngọc nhá. Giọng nói trong trẻo như ngọc. Đấy. Rồi, đồng ý chưa ạ? Và câu cuối cùng này, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. À, mây thua nước tóc. Và tuyết nhường màu da. Đồng ý chưa? Thế thì ở đây các bạn ơi, mây thua nước tóc, điều này dễ hiểu hơn rồi. Mây nó mang cái đặc điểm của sự bồng bềnh mềm mại. Và ở đây đến cái sự bồng bềnh mềm mại ấy của mây còn thua cả nước tóc của Thùy Vân, chứng tỏ rằng Vân có một mái tóc óng ả bồng bềnh hơn cả mây, đúng không ạ? Nhá, mái tóc óng ả bồng bềnh hơn mây. Rồi tiếp tục, tuyết nhường màu da. Tuyết đã trắng rồi mà bây giờ làn da của Thúy Vân còn trắng hơn nữa cơ nhá. Làn da còn trắng hơn tuyết, nhường mà, chứng tỏ là ở cửa dưới rồi, đúng không nhá? Thế thì ở đây làn da của Thúy Vân trắng hơn cả tuyết. Rồi, vậy thì các bạn ơi, bắt đầu từ những cái bộ phận trên gương mặt của Thùy Vân, từng cái hình ảnh mà tác giả Nguyễn Du miêu tả, chúng ta thấy đều có sự xuất hiện của những yếu tố thiên nhiên. Khuôn trăng này, nét ngài này, hoa cười này, ngọc thốt này, mây thua nước tóc này, tuyết nhường màu da này. Thế nên, xuyên suốt trong những câu này đều là những hình ảnh ước lệ tượng trưng. Đúng không các bạn? Nhá, đó, với hệ thống hình ảnh ước lệ tượng trưng. Và khi phân tích từng hình ảnh một, chúng ta đã làm hoàn thiện hơn được về bức chân dung của Thùy Vân rồi đấy. Nếu như trao cho chúng ta, nếu như trao cho bạn đọc một cây bút, thì có lẽ thông qua từng cái câu văn, câu thơ mà tác giả Nguyễn Du miêu tả, bạn đọc đã có thể cất bút để rồi vẽ nên hoàn thiện bức chân dung của Thùy Vân. Trong bức chân dung ấy là một người con gái có khí chất đoan trang đứng đắn, có khuôn mặt đầy đặn, sáng tựa trăng rằm, có nét lông mày đậm, phúc hậu, có khuôn miệng cười tươi tắn như hoa, có giọng nói trong trẻo như ngọc, có mái tóc óng ả bồng bềnh hơn mây và có cả một làn da trắng trong hơn tuyết. Đó là một vẻ đẹp của một người con gái như thế nào ạ? Bây giờ chị đã giúp các bạn chúng ta phân tích từng hình ảnh rồi, thế các em đưa ra giúp cho chị một nhận xét chung đi ạ. Thế qua từng cái đặc điểm của từng bộ phận như thế này thì các em nhận xét Thùy Vân phải là một người con gái như thế nào? Nào, hội tụ tất cả những vẻ đẹp này thì chúng ta hình dung như thế nào về Thùy Vân ạ? Các bạn hãy sử dụng những tính từ trong cái kho từ vựng của mình để có thể đưa ra nhận xét về nàng Thùy Vân giúp cho chị được không? Thùy Vân sẽ là một người con gái xứng đáng với những từ ngữ như thế nào để các bạn miêu tả đây ạ? Nào.
đầm mì không? Ok chưa các bạn ơi? Cho chị biết đi. Chắc chắn là các bạn sẽ hình dung ra được. Các em không được lười diễn tả đâu nhá. Các bạn cứ than vãn rằng em không biết viết nhưng mà cứ lười diễn tả. Nghĩa là có cơ hội để mình lục lại trong cái trí nhớ, trong cái vốn từ vựng của mình xem là có từ ngữ nào phù hợp hay không. Nhưng chúng ta lại lười làm cái điều đó ấy, thì không bao giờ mở rộng vốn từ và trau dồi diễn đạt được. Nên cứ khi có cơ hội ấy, chúng ta cố gắng làm sao tìm được đúng cái từ mà nói đúng nhất được cái ý hiểu của mình. Thì bây giờ các bạn hãy thử nói ra những cái từ ngữ nhá, nêu ra những từ ngữ mà chúng ta thấy phù hợp với vẻ đẹp của Thúy Vân đi ạ. Ôi rất là nhiều ở đây luôn này. Nào chị thấy ở đây xinh đẹp, đoan trang, thùy mị, dịu dàng, đồng ý. Chắc chắn phải xinh đẹp rồi đúng không ạ? Đẹp tựa như tiên. Ok. Còn đẹp như thế à, còn cụ thể như thế nào thì cứ xem vẻ đẹp của cô tiên thì sẽ biết đúng không? Đó. Là người con gái xinh đẹp, đoan trang, hoàn hảo, chuẩn mực của cái đẹp thời xưa. Chị đồng ý nhá. Thúy Vân là một người mang vẻ đẹp hài hòa, đồng ý, cái chữ hài hòa dùng rất là hay. Còn gì nữa không ạ? Nào các bạn đã đưa ra ý kiến của mình chưa? Tuyệt vời, xinh đẹp, hoàn mỹ, tựa nàng tiên, xinh đẹp, đoan trang, hiền hậu. Chị đồng ý có từ hiền hậu rất là hay nữa này. Rồi, có thể thấy là mỗi bạn chúng ta có những cái từ ngữ vừa giống nhau nhưng cũng có một số những từ ngữ riêng để chúng ta gọi tên cho vẻ đẹp của Thúy Vân. Đúng không? Vậy trong quá trình chúng ta viết, các bạn đừng quên đưa vào những cái câu văn so sánh. Ví dụ như là gì? Nếu ví những câu thơ này có thể vẽ nên thành một bức tranh thì chắc hẳn bức tranh ấy sẽ làm toát lên chân dung của một nàng thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân. Đúng không ạ? Hoặc là của, à chị xin lỗi, đã có thiếu nữ rồi thì không có giai nhân. Sẽ làm toát lên vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân. Đó chính là vẻ đẹp của Thúy Vân. Đúng không ạ? Là bức chân dung của một người con gái đẹp dịu dàng. Đấy, đoan trang này, đúng không? Hoàn mỹ, hài hòa, hoàn hảo, chuẩn mực. Đấy, tổng hợp tất cả những từ ngữ của các bạn ở đây. Thế là chúng ta đã có đầy đủ rất nhiều những từ ngữ để mà phân tích rồi. Đúng không ạ? Chị đồng ý nhá. Đó, ở đây Thúy Vân là một người con gái xinh đẹp này, đoan trang này, phúc hậu này. Và chúng ta cũng có cảm giác gì đấy rất là dịu dàng, rất là hiền hậu. Đúng không ạ? Nhá, đấy, rất là dịu dàng, rất là hiền hậu, rất là hài hòa. Một vẻ đẹp hài hòa. Thôi, đồng ý chưa? Thêm nữa này, thêm nữa nhá. Bạn nào phân tích sâu hơn ý, đưa ra cho chị thêm một cái đánh giá như thế này. Tất cả những cái yếu tố của thiên nhiên như là mặt trăng ngày rằm này, như là nếp ngài này, như là bông hoa, như là ngọc, như mây, như tuyết. Tất cả những cái yếu tố đấy các em có thấy có một sự tương đồng nào không? Các bạn có thấy một sự tương đồng nào giữa những yếu tố này không ạ? Mặt trăng ngày rằm này, nếp ngài này, loài hoa này, viên ngọc này, đám mây này, đúng không ạ? Nhá, làn tuyết trắng này. Thế thì các bạn có thấy một cái sự tương đồng nào giữa tất cả những hình ảnh thiên nhiên này không ạ? À, ở đây này, tất cả những hình ảnh thiên nhiên được đem ra so sánh với Thúy Vân thì đều là những cái thiên nhiên, đều là những cái yếu tố rất là êm đềm, rất là sáng tươi và rất rạng rỡ. Đúng không các bạn? Rất êm đềm, sáng tươi và rạng rỡ. Và chính bởi cái điều đó kết hợp cùng với hai động từ thua và nhường đã giúp cho chúng ta có những cái dự cảm về số phận của Thúy Vân. Người ta nói những bức chân dung trong đoạn trích này không chỉ là những bức chân dung về nhan sắc mà còn là những bức chân dung về số phận. Nghĩa là nhìn vào cái nhan sắc ấy, người ta còn cảm nhận được về tương lai sau này của con người nữa cơ. Đấy chính là cái sự thần tình. Đấy chính là cái tâm huyết của Nguyễn Du đặt để trong từng ngòi bút sáng tác, trong từng cái từ ngữ mà tác giả sáng tác đấy. Nhá, đồng ý chưa ạ? Phải có một con mắt trông thấu cả sáu cõi. Đấy, tấm lòng nghĩ suốt cả ngàn đời thì Nguyễn Du mới dụng công đưa ra những cái lời miêu tả như vậy. Trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân làm gì có cái điều đó ạ? Không có đâu. Nhá, đồng ý chưa? Mà ở đây này,
các bạn cũng có cái cảm nhận giống như chị đúng không ạ? Là từ những cái nét miêu tả này của tác giả, một vẻ đẹp hài hòa như thế, đã thế lại còn thiên nhiên cũng phải nhường bước, là một cái thái độ kính cẩn, là một cái thái độ tự nguyện, chứ không có gì là ép buộc, không có gì là bắt buộc ở đây cả, đúng không ạ? Là một cái sự tự nhiên, thiên nhiên cũng phải nghiễm nhiên mà nhường bước trước vẻ đẹp của Thúy Vân, thì chứng tỏ rằng đây là một người con gái phúc hậu, và tương lai đang chờ đợi nàng là một tương lai suôn sẻ, bình lặng, êm đềm, không gặp những cái sóng gió, không gặp những cái trắc trở. Bởi vì sao? Vẻ đẹp của Thúy Vân hoàn hảo đấy, tuyệt sắc đấy, nhưng vẫn nằm trong vòng trời đất, nằm trong vòng của thiên nhiên. Thiên nhiên đều tự nguyện thua và nhường bước trước vẻ đẹp của nàng cơ mà. Đúng không các bạn? Nhá. Đấy, thế nên rằng là ở đây, khi mà các bạn phân tích về vẻ đẹp của Thúy Vân, các bạn cần phải làm rõ cho chị hai yếu tố. Một là vẻ đẹp về nhan sắc của nàng, như chúng ta vừa mới phân tích. Và hai là đưa ra cái dự cảm về số phận mà tác giả đã đưa ra. Đồng ý chưa ạ? Nhá, dự cảm về số phận mà tác giả đã đưa ra. Và các em có biết không, cái phần dự cảm về số phận này này cũng là một trong những cái yếu tố của ngòi bút nhân đạo trong tác giả Nguyễn Du đấy. Bởi vì nhân đạo là gì? Nhân đạo, nhân văn là gì? Là hướng ngòi bút quan tâm đến số phận của con người. Thì ở đây, tác giả quan tâm đến số phận của con người và còn muốn dự báo về số phận ấy thông qua những nét miêu tả về vẻ đẹp nhan sắc nữa cơ. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cái điều đó không ạ? Bình thường người ta hỏi chúng ta là bạn A, bạn B này có vẻ ngoài như thế nào, có gương mặt như thế nào, thì chúng ta cứ tập trung miêu tả về gương mặt của người ta thôi, đúng không? Nhưng tác giả Nguyễn Du ở đây, trong những lời giới thiệu đầu tiên về hai nàng Thúy Vân và Thúy Kiều như thế này, tác giả còn ngầm dự báo và đưa ra, thể hiện cái sự trăn trở của mình về số phận của hai nàng. Nếu như số phận của Thúy Vân là một sự êm đềm không sóng gió, là một sự bình lặng, hạnh phúc và suôn sẻ, thì số phận của Thúy Kiều lại khác nhé. Số phận của Thúy Kiều chúng ta sẽ cùng bước sang phần tiếp theo để phân tích và thấy được xem là Thúy Kiều có một tương lai êm đềm như Thúy Vân hay không. Thế thì vẻ đẹp của nàng có phần nào hé mở về cái tương lai ấy hay không? Chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo nhé. Đó chính là 12 câu tiếp. Đó, đến 12 câu tiếp theo đều là để nói về vẻ đẹp của Thúy Kiều. Và các bạn cũng thấy đấy, Thúy Vân thì tác giả miêu tả với 4 câu, nhưng Thúy Kiều tác giả miêu tả đến 12 câu. Nếu như Thúy Vân tác giả tập trung ở nhan sắc, thì Thúy Kiều tác giả không chỉ miêu tả nhan sắc mà tác giả còn miêu tả về tài năng của nàng nữa. Nếu như Thúy Vân có một số phận bình lặng êm đềm, thì Thúy Kiều lại là một cái số phận đầy trắc trở, đầy tai ương và sóng gió đang chờ đợi. Tại sao lại như vậy? Thì chúng mình sẽ cùng với nhau đọc thật là kỹ và tìm hiểu thật là kỹ về vẻ đẹp của Thúy Kiều trong 12 câu tiếp nhé. Đồng ý không ạ? Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Lãn thu thủy, nét xuân sơn, mây thua, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Đấy là vẻ đẹp về nhan sắc. Sau đó là vẻ đẹp về phẩm chất này. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai, thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm, cùng thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đất hồ cầm một chương, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Chúng ta bước sang phần tiếp theo ạ, 12 câu tiếp. Các bạn ơi, chúng mình có theo kịp không? 12 câu tiếp. Vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đồng ý chưa? Nào, bây giờ, trước tiên với 12 câu rất là dài như thế này, chúng ta lại tiếp tục chia ra nhé. Chúng mình lại tiếp tục chia ra tiếp, chia ra từng phần nhỏ. Nào, trước tiên chúng ta có 2 câu đầu. 2 câu đầu trong 12 câu này, chứ không phải là 2 câu đầu tiên của bài, nhớ chưa? Trước tiên này, Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn.
những từ ngữ mang tính so sánh như là càng này, phần hơn này đã giúp cho chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ so sánh giữa Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì Vân đã đẹp vẻ đẹp hoàn hảo rồi mà nay Kiều còn đẹp hơn nữa cơ. Các bạn thấy tác giả Nguyễn Du có nhàn không ạ? À, nếu như là muốn miêu tả về vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân đẹp trên tất cả ấy, thì rất đơn giản. Chỉ cần miêu tả một người đã rất đẹp rồi và sau đó nêu ra là à, người này còn đẹp hơn như thế nữa cơ. Thế là cũng đủ biết là đẹp như thế nào rồi. Đúng không các bạn? Nhá, thì ở đây người ta gọi đó là thủ pháp đòn bẩy đấy. Là nêu vẻ đẹp của Thúy Vân trước với tất cả những gì hoàn hảo, với tất cả những gì đoan trang nhất. Thì Thúy Kiều còn hơn thế nữa. Thủ pháp đòn bẩy đã được vận dụng một cách tối đa ở trong những câu này. Và hay nói cách khác, đó chính là cái thủ pháp vẽ mây để nảy trăng. Đấy, nghĩa là trước khi nảy trăng, trước khi nói về trăng thì cứ vẽ mây thật là đẹp trước đi. Và từ đó, trong cái sự so sánh thì người ta sẽ thấy trăng còn đẹp hơn. Ở đây cũng như vậy, Thúy Vân, tác giả đã dụng công xây dựng và miêu tả với những gì đẹp nhất rồi, hoàn hảo nhất rồi, thùy mị nhất rồi, thì Thúy Kiều còn hơn thế. Đúng không ạ? Không cần phải nói nhiều. Đẹp hơn cả những gì đẹp nhất thì các bạn cũng biết là đẹp như thế nào rồi. Đúng không ạ? Đó, nên là ở đây nhớ nhá, đây chính là cái thủ pháp đòn bẩy vẽ mây nảy trăng, được sử dụng rất phổ biến trong văn học trung đại và đặc biệt là trong tác phẩm truyện Kiều. Và chính cái điều này cũng thấy là tác giả Nguyễn Du đã sáng tạo hơn rất là nhiều so với cả cốt truyện gốc Kim Vân Kiều Truyện. Trong Kim Vân Kiều Truyện, tác giả Thanh Tâm Tài Nhân ấy là miêu tả lần lượt theo đúng thứ tự về là vẻ đẹp của Thúy Kiều này, vẻ đẹp của Thúy Vân này, và đặc biệt là không miêu tả ở ngay phần đầu đâu, mà đến khi mà hai nàng gặp chàng Kim Trọng ấy, đấy thì mới bắt đầu nói rằng, mới bắt đầu miêu tả là Kiều đẹp như thế nào, Vân đẹp ra sao. Đó, và vẻ đẹp của hai nàng là được nhìn dưới con mắt của kẻ si tình, đấy là dưới con mắt của Kim Trọng. Nhưng ở đây tác giả Nguyễn Du hoàn toàn sáng tạo độc lập luôn. Tác giả miêu tả và giới thiệu về vẻ đẹp của hai nàng ngay từ đầu tác phẩm, khi mà Kim Trọng còn chưa cả xuất hiện. Đúng không ạ? Đã đem đến những cái vẻ đẹp rất là riêng, những cái ấn tượng và giá trị rất riêng cho tác phẩm truyện Kiều. Nên chúng ta không bao giờ chấp nhận có cái tư tưởng và cái ý kiến khẳng định rằng truyện Kiều chỉ là sao chép. Không bao giờ. Nếu như truyện Kiều chỉ là sao chép, vậy thì câu trả lời nào cho những sáng tạo tột bậc đó của Nguyễn Du đây ạ? Đúng không các bạn? Nhá. Đó, nên là các bạn nếu như chúng ta rất là mong muốn có thể tìm hiểu kỹ hơn để mà có thể bênh vực về một cái tác phẩm làm nên cái sự tự hào hãnh diện của người dân Việt Nam chúng ta, thì các bạn nên tìm hiểu thật kỹ về truyện Kiều trong cái mối so sánh với Kim Vân Kiều Truyện. Đồng ý không? Và các bạn mà học cùng với chị cũng mong muốn là nhân tiện trong những buổi học này và nhân dịp chúng ta tìm hiểu về kiệt tác này, thì chị cũng mong muốn làm sao mà các bạn hiểu được nhiều nhất, rõ nhất có thể, để chúng ta lấy đó làm cái vốn liếng kiến thức cho mình, chứ không phải chỉ là những cái từ ngữ, những cái câu văn trên trang giấy, mà biến nó trở thành cái kiến thức của các em. Đi ra ngoài các bạn có thể tự tin đưa ra cái lời khẳng định truyện Kiều không phải là một sự sao chép, mà đây là một kiệt tác văn học với những sự sáng tạo độc lập của tác giả Nguyễn Du. Đồng ý chưa? Nhá. Đấy, rồi. Thế thì ở đây những cái sự so sánh đó trong các bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu văn học, các bạn có muốn chị gửi tặng chúng mình không? Các bạn có muốn chị gửi tặng chúng mình không ạ? Bởi vì là trong quá trình soạn, biên soạn cuốn vở luyện viết cho các bạn, dành riêng cho các bạn trong khóa học văn VIP, nghĩa là đấy là cái ấn phẩm tặng kèm cho các bạn trong khóa học văn VIP chứ không có bán riêng nhá. Đấy, thì chị đã có dịp được tìm hiểu lại, đọc lại tất cả, không phải là tất cả mà đọc lại những cái bài nghiên cứu về truyện Kiều trong cái sự so sánh với cả Kim Vân Kiều Truyện, và có một số đoạn mà đi liền với cả những đoạn trích chúng ta được học, ví dụ như chị em Thúy Kiều này, ví dụ như là Kiều ở Lầu Ngưng Bích này. Đấy, và chị có đưa những cái lời bình xét, đánh giá, bình luận, rồi là bình giảng như thế để chúng ta có thể nắm bắt thêm. Đồng ý chưa nào? Lấy đó là một cái cơ sở và tăng thêm cái sự hiểu biết của mình, đúng không? Nhá. Thế thì nếu như mà các bạn muốn chị tặng cái phần tài liệu này thì nhớ là tham gia vào học đầy đủ. Đồng ý chưa? Thì chị cũng sẽ lại trích ra cái phần tài liệu của đoạn trích chị em Thúy Kiều trong cuốn vở luyện viết đó để gửi tặng các bạn.
vừa là để các bạn có thêm kiến thức và cũng vừa là để các bạn thấy được là cuốn vở luyện viết mà các bạn trong khóa học văn VIP được nhận ý, sẽ chất lượng như thế nào và sẽ có những cái kiến thức hay ho ra làm sao. Nhớ chưa? Đấy, nên là nhá, nếu như mà không muốn bỏ lỡ cơ hội để sở hữu cái cuốn sách đó, chắc chắn là chị sẽ không bán rời đâu, là chỉ có những bạn trong khóa VIP được tặng thôi nhá, không hề bán rời. Nên là bạn nào mà không muốn bỏ lỡ cái cơ hội để sở hữu cuốn sách đó ấy, thì có thể tìm hiểu để đăng ký tham gia khóa học văn VIP nhá. Đồng ý chưa nào? Ok chưa? Đấy, hoặc là chúng mình có thể tham gia mini game để mà có cơ hội được nhận cuốn, à để nhận cái tấm thẻ ưu đãi giảm 5% học phí nữa đấy. Mời càng nhiều bạn thì quà tặng lại càng nhiều. Nên là các bạn hãy tận dụng cái cơ hội của mình, nhớ chưa? Bây giờ chúng ta có thời gian mà, chúng ta đâu có bận gì đâu. Hè này tội gì mà không dinh quà mà không tìm hiểu về những khóa học siêu ưu đãi về học phí để chúng ta tham gia và tăng thêm kiến thức cho mình, đúng không ạ? Rồi, đấy, nhá. Đồng ý không? Ok, chốt lại như vậy đi. Nên là các bạn ơi, đối với tài liệu của bài 2 và bài 3 này, tài liệu của bài 3 và bài 4, tức nghĩa là buổi hôm nay và buổi ngày mai ấy, chị cũng sẽ lại gửi tặng các bạn, nhưng sẽ có một số những yêu cầu nho nhỏ giống như việc chúng ta điểm danh ấy, nhưng mà sẽ là một yêu cầu khác dễ thực hiện hơn để các bạn đỡ phải chờ đợi nữa nhá. Đó, đỡ phải chờ đợi nữa. Đến bây giờ chị vẫn chưa gửi tặng các bạn được tài liệu buổi 1, buổi 2 đây này, bởi vì các bạn lười điểm danh quá. Bạn bè của mình đâu hết rồi, gọi các bạn khác vào điểm danh đi ạ. Nhá. Đấy, bây giờ nhóm chúng mình là hơn 1.000 bạn rồi mà không nổi 600 bạn bình luận thì chị thấy đúng là không thể hiểu nổi. Đấy, nên là các bạn hãy nhanh chóng huy động các bạn của mình vào điểm danh đi để chị gửi tặng quà tặng của buổi 1, buổi 2. Còn buổi 3 và buổi 4 liên quan đến đoạn trích chị em Thúy Kiều và đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích nhá, là những phần viết mẫu này, là những cái phần trích ở trong cuốn vở luyện viết của các bạn trong khóa học VIP này. Đấy, thì chị sẽ có cách khác để các bạn đỡ phải sốt ruột chờ đợi nữa. Đồng ý chưa? Nhưng chúng ta phải tham gia vào học nhá, bởi vì việc vào học là một trong những yếu tố để chị có thể gửi tặng tài liệu tới các em đấy. Ok chưa? Rồi, đấy. Thế thì bây giờ quay trở lại với những câu thơ này, chúng ta thấy trước tiên ngay cái thủ pháp đòn bẩy của Nguyễn Du đã đủ thấy được sự tinh tế, khéo léo và thông minh của ngòi bút này. Đã thấy được là Kiều vô cùng đẹp, đẹp hơn cả Vân, đúng không? Đẹp ở những khía cạnh nào? Hơn ở những khía cạnh nào? Thứ nhất, hơn ở khía cạnh sắc sảo. Và thứ hai là mặn mà. Đúng không ạ? Hơn ở khía cạnh là tài và sắc. Sắc sảo này là để nói đến về phẩm chất, về tài năng đấy. Đồng ý chưa ạ? Còn mặn mà này là để nói về sắc đẹp đấy. Thế là cả tài và sắc thì Thúy Kiều còn nhỉnh hơn Thúy Vân nhiều phần. Đúng không ạ? Nhá, Thúy Kiều còn nhỉnh hơn Thúy Vân cả về tài năng, phẩm chất và cả về nhan sắc nữa cơ. Cụ thể thì đẹp hơn như thế nào? Chúng ta đến với những câu tiếp ạ. Đến với hai câu tiếp. Làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Làn thu thủy, nét xuân sơn. Ở đây là để miêu tả điều gì đây? Ở đây hình như là lại hàm xúc hơn rồi các bạn ạ. Không có nêu rõ là bộ phận nào nữa, đúng không các bạn? Ở đây tác giả không nêu rõ là bộ phận nào nữa. Nếu như không đọc chú thích, chị e là có nhiều bạn còn không biết là tác giả đang viết về điều gì. Làn thu thủy là gì? Nét xuân sơn là gì? Đúng không? Thế bóc tách từng câu từng chữ với chị nhá. Trước tiên ạ, thu thủy, thủy là nước, thu là mùa thu. Thu thủy là làn nước mùa thu. Đồng ý chưa ạ? Làn thu thủy là để chỉ về làn nước mùa thu, rất là trong, đúng không ạ? Nhá, rất là trong. Đấy, ok chưa? Trong này, rồi là nó mang một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng, tinh khiết, thuần khiết ý. Đồng ý không nào? Đấy, làn nước mùa thu mà. Bởi vì mùa thu ý, làn nước ở đây các bạn có thể hình dung ví dụ như là một mặt hồ, mặt sông ấy. Và mùa thu bình lặng hơn rất là nhiều so với mùa hạ. Mùa hạ là bão giông này. Thế nhưng mà làn nước mùa thu ấy sẽ trong hơn, xanh hơn, trong vắt mà, đúng không? Đấy, đấy là làn nước mùa thu. Ok, tiếp tục ạ. Nét xuân sơn. Sơn ở đây là núi, xuân ở đây là mùa xuân. Xuân sơn là dáng núi mùa xuân. Thế là tác giả đang nói về, đang miêu tả về điều gì mà lại như là làn nước mùa thu rất là trong trẻo như thế? Tác giả đang nói về điều gì mà lại như là cái dáng núi mùa xuân rất là thanh thoát như thế?
đúng không? À, ở đây trong quan niệm của người xưa thì người ta hay sử dụng vẻ đẹp của làn nước mùa thu và dáng núi mùa xuân để nói về vẻ đẹp của đôi mắt các bạn nhá, đôi mắt đấy, đồng ý chưa? Ok không nào? Đôi mắt đối với Thúy Kiều, tác giả không miêu tả từng bộ phận trên gương mặt nữa mà chỉ tập trung ở đôi mắt thôi, cửa sổ của tâm hồn, đúng không ạ? Nhá, và đôi mắt ý, nó thể hiện rất nhiều điều về một con người. Kiểm tra cái độ chân thật cũng nhìn vào đôi mắt. Và tất cả những cái vốn liếng, tất cả những cái phẩm chất của con người sẽ được thể hiện qua ánh mắt của họ. Và ở đây, tác giả Nguyễn Du đã dựa trên cái điều đó để tập trung miêu tả về đôi mắt của Thúy Kiều. Đó là một đôi mắt thanh thoát, đúng không ạ? Một đôi mắt thanh thoát, có đôi lông mày đẹp như dáng núi mùa xuân. Đó là một đôi mắt trong, đúng không ạ? Trong sáng như là nước mùa thu. Tóm lại, đây là một đôi mắt vừa sắc sảo, vừa dịu dàng. Một đôi mắt vừa trong sáng lại vừa thanh thoát. Và một con người có đôi mắt như thế thì chắc hẳn đây phải là một bậc tuyệt sắc giai nhân, đúng không ạ? Nhá, đấy, ok chưa? Đây, quả thực là một người con gái rất đẹp, nhưng mà đẹp một cái vẻ đẹp không phải là bình dị đâu, không phải là một cái vẻ đẹp hiền hậu, một cái vẻ đẹp gọi là phúc hậu đâu, mà lại là một cái vẻ đẹp sắc sảo hơn, đúng không các bạn? Sắc sảo hơn rất là nhiều. Tất cả chỉ cần được thể hiện qua đôi mắt thôi. Thấy kỳ diệu không ạ? Quá kỳ diệu luôn ấy chứ. Nhá, dùng vẻ đẹp của tự nhiên nói cho vẻ đẹp của con người, tiếp tục là bút pháp ước lệ tượng trưng ở đây. Nhưng mà trong bút pháp ước lệ tượng trưng này, tác giả chỉ tập trung miêu tả về đôi mắt để nói thay cho cái vẻ đẹp cả về khí chất và cả về phẩm chất của Thúy Kiều. Một khí chất sắc sảo, trang trọng, đúng không ạ? Nhá, đấy, vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo. Đó, ok chưa? Vừa trong sáng lại như thế nào ạ? Vừa trong sáng mà lại vô cùng trang trọng. Đấy chính là vẻ đẹp của Thúy Kiều đấy. Đồng ý chưa? Tiếp tục nhá, tiếp tục. Trong vẻ đẹp của Thúy Kiều, tác giả cũng tiếp tục sử dụng cái thái độ của thiên nhiên để mà ca ngợi cho vẻ đẹp này. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Đồng ý chưa? Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Thế thì vẻ đẹp của hoa còn còn thua cái vẻ đẹp của Thúy Kiều, đúng không ạ? Còn thua cái vẻ đẹp của Thúy Kiều. Vẻ đẹp của liễu mảnh mai thanh thoát như là liễu, đúng không ạ? Đấy, thế mà cũng phải thua kém cho vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đồng ý chưa? Nên là ở đây vẻ đẹp của thiên nhiên cũng phải nhường bước trước vẻ đẹp của Thúy Kiều. Nhưng cái sự nhường bước này lại ở trong một thái độ không được hài hòa cho lắm nhỉ? Bởi vì cái chữ ghen và hờn chứng tỏ rằng vẻ đẹp của Thúy Kiều ở giữa trời đất này còn bị thiên nhiên đố kỵ cơ mà, ganh ghét đố kỵ cơ mà, đúng không? Đấy mà các bạn biết đấy, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đẹp thế nào mà đẹp đến nỗi trời đất còn phải ghen tị, trời đất còn phải ganh ghét, đố kỵ, thì chứng tỏ vẻ đẹp ấy sẽ không được trời đất bao bọc đâu, mà sẽ bị sau này đúng đấy, đúng theo là cái lời bình luận của tác giả Nguyễn Du đấy. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, số phận của Thúy Kiều cứ như thế bị vùi dập như là một cái sự trừng trị của tạo hóa khi mà còn đẹp hơn cả tạo hóa vậy. Đúng không? Đấy, như là một sự đánh ghen, cũng không phải trừng trị mà như một sự đánh ghen, một sự đố kỵ ghen ghét của tạo hóa. Đấy, hồng nhan thì bạc mệnh, không hiểu tại sao lại như thế. Tác giả Nguyễn Du xuyên suốt cả một kiệt tác truyện Kiều vẫn chưa lý giải được tại sao lại như thế. Rất trăn trở trước số phận của con người, ở đây càng đẹp càng tài năng. Phải chăng bởi vì sống giữa cái xã hội ấy nên vẻ đẹp và tài năng này chỉ khiến cho con người khổ sở hơn, đắng cay hơn và bất hạnh hơn? Nhưng trước tiên, trong khuôn khổ những câu thơ này, chúng ta đã thấy được vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Kiều. Đúng không ạ? Một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành với một đôi mắt trong sáng, sắc sảo, thanh thoát. Đúng không ạ? Với một cái vẻ đẹp mà khiến thiên nhiên cũng phải hờn, ghen và đố kỵ. Đó là một vẻ đẹp tuyệt sắc và cũng góp phần dự báo về một số phận không mấy bình lặng của Thúy Kiều. Ok chưa?
Đấy, đấy chính là vẻ đẹp về nhan sắc nhé. Hai câu tiếp thì nói về vẻ đẹp nhan sắc. Nhưng không dừng lại ở đó, tác giả còn tập trung nêu ra vẻ đẹp về phẩm chất của nàng Kiều nữa trong 8 câu tiếp. Đồng ý chưa ạ? Nói về phẩm chất tài năng. Của nàng Thúy Kiều. Để rồi qua đó chúng ta thấy được rằng Thúy Kiều hội tụ đầy đủ sắc, tài và cả tình cảm tâm hồn nữa nhá. Một bức chân dung hội tụ đầy đủ vẻ đẹp toàn mỹ của cả sắc, tài và tình, nhan sắc, tài năng và cả tình cảm phẩm chất. Cụ thể như thế nào? Có lẽ là chị sẽ hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi học đầy đủ và chuyên sâu nhất của khóa học Văn VIP nhá. Còn trong khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay, chúng ta đã tập trung tìm hiểu để biết được cách phân tích về vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Vân này và vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Kiều rồi, đúng không nào? Nhá, những nội dung còn lại chị sẽ gửi để các bạn tham khảo ở trong tài liệu này. Và chúng mình đừng quên nắm bắt những thông tin về khóa học Văn VIP 2K8 để tham gia trước khi mà khóa học này khai giảng, với rất nhiều những cái phần quà hấp dẫn chỉ dành riêng cho các bạn thôi đấy nhá. Ví dụ như là cái vở luyện viết mà chị vừa mới nêu. Đồng ý không? Ok chưa nào? Và buổi học hôm nay chúng ta cũng có tài liệu đấy. Thì chị sẽ gửi tới các bạn sau khi các em thực hiện một số những cái thao tác nho nhỏ và chị sẽ hướng dẫn trong buổi ngày mai. Còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình sẽ kết thúc tại đây. Đồng ý không nào? Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia tương tác nhiệt tình. Còn bây giờ chị phải dành thời gian để bước vào một cái buổi gọi là tổng ôn cho các anh chị 2K7 ở Hà Nội. Các anh chị 2K7 ở Hà Nội sắp thi rồi. Thế thì khóa học luyện đề dạng đoạn văn là một trong những cái giai đoạn của khóa học Văn VIP 2K7 đấy. Thì các anh chị trong buổi này chị cũng mong muốn là tổ chức thêm hai cái buổi tổng ôn để các anh chị tự tin nhất bước vào kỳ thi. Thì đối với các bạn cũng thế, chúng ta tham gia khóa Văn VIP thì bao giờ chúng ta cũng có cái sự hỗ trợ tối đa nhất luôn. Từ hè cho đến khi chúng ta thi luôn mà. Đấy, mặc dù là số lượng những buổi học trong khóa học của các anh chị 2K7 là đã kết thúc rồi, nhưng luôn luôn có thêm cái sự hỗ trợ cho đến khi mà các bạn thi. Đó, nên là bây giờ chị phải dành thời gian để tổng ôn cùng với các anh chị 2K7, nên các bạn thông cảm giúp cho chị nhá. Và buổi học ngày mai cũng như vậy. Chị rất là cảm ơn các bạn vì đã chú ý lắng nghe này và đã theo dõi và học rất đúng giờ. Chị sẽ gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai và cũng sẽ gửi tới các bạn những cái phần tài liệu vô cùng đặc sắc của khóa học này nữa. Như vậy là chỉ còn buổi học ngày mai nữa thôi là khóa học mùa hạ kết thúc rồi. Đấy, nếu như mà có gì trăn trở hay là có gì chia sẻ với chị thì nhớ ngày mai vào học nhá. Còn bây giờ thì các bạn dành thời gian nghỉ ngơi và ăn uống đi. Nhớ chưa? Bạn nào chưa ăn thì ra ăn cơm ngay và luôn. Còn bạn nào chúng ta ăn rồi thì có thể là dành thời gian nghiền ngẫm thêm về bài học ngày hôm nay và chia sẻ với chị những cảm nhận của em nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong buổi học sau. Bye bye!